mình á, mình bị tiếc nuối á, và những cái phân đoạn mà hai bạn rất là dễ thương. Chúc mừng cho Kim Tuấn và Thu Trang như ekip Chị Hoa Trăm Tỷ có một cái bộ phim rất là hay. Quay lại với câu lọ lúc nãy thì anh có muốn nói gì về cái nụ hôn ở trên đó không anh? Anh nói thật sự với em luôn á là anh không có cái cảm xúc gì với cái nụ hôn đó, bởi vì anh thấy cái nhân vật đó quá đẹp luôn. Anh thấy là chỉ có một anh tiếc là tại sao nó ngắn quá, đúng ra nó phải dài một chút, nó phải dài một chút nữa thì nó sẽ ok hơn. Anh thấy là bị tiếc á, với lại cái nụ hôn mà anh chờ đón mãnh liệt nữa là cái nụ hôn cuối phim của cả hai cặp luôn, mà anh thấy cái nụ hôn của phim nó không có, hình như là chắc là do tại bối cảnh hay là do sao đó, chứ anh nghĩ là nếu như mà cái nụ hôn cuối phim mà có thì nó sẽ làm cho cảm xúc bản thân anh nha, cảm xúc nó sẽ nhiều hơn nữa. Nhưng mà cái cảnh đó có quay đi quay lại nhiều lần không chị Trang? Nếu mà nhớ không lầm thì quay đi quay lại khoảng 4 lần. Set up thì rất là lâu, set up ánh sáng rồi cảnh chính rồi thì lâu thôi, khoảng chừng 1-2 tiếng. Nhưng mà xong hết tất cả phần đó thì vô quay là quay rất là nhanh, khoảng chừng nửa tiếng là xong cái cảnh. Nhưng mà ý là như trong phim thì em rất là tương tự lần đầu tiên Trang mới hợp tác với lại Dương Vũ, đây là phim đầu tiên cho nên là Trang thấy là Jun có sự cố gắng, rất là cố gắng và rất là nhiệt huyết và rất là chịu học hỏi nữa. Khi mà anh chị ở trong đoàn phim lúc mà làm tiền kỳ có góp ý cái gì Jun cũng lắng nghe và cố gắng sửa đổi, thì thấy đây là một cô diễn viên trẻ nhưng mà rất là chịu khó học hỏi, tại vì đây là vai diễn lần đầu tiên hợp tác cho nên Trang cũng không biết là trước đó chưa hợp tác cho nên không biết, bất ngờ không có bất ngờ gì hết. Anh Tú như thế nào? Em thấy anh Tú quá có duyên luôn, anh Tú trong phim này có duyên thật sự, quá bất ngờ quá bất ngờ vì anh Tú quá có duyên thật sự. Từ đó đến giờ khi đã làm với anh Tú nhiều dự án rồi, nhưng mà dự án này thì anh Tú hoàn toàn khác những cái vai diễn mà mình đã từng thấy. Nói chung là đây là một bộ phim rất hay, mọi người phải xem, ngay cả bản thân mình coi, bản thân mình là người nhà đó nha, mình tất cả những diễn viên ekip từ đạo diễn ngay cả tới ông quay phim luôn là cũng là người nhà của mình luôn. Mình nói trời ơi, mình xem những bộ phim này mình tiếc là tại sao họ không mời mình ta, mình tiếc quá trời luôn. Mình nói trời, tại sao mình không tham gia được cái dự án tốt như vậy mà mình còn ganh tị với Trang nữa. Tại vì thật sự là các bạn thấy đó, Trang là từ rất là nhiều phim rồi, mỗi phim là Trang có một cái màu khác nhau, có nghĩa là có nhiều cái để mà quá thân, để mà thay đổi nhân vật, để thay đổi hình tượng. Thì nếu mà mình nói mình khen vợ mình quá thì mọi người nói là ừ. Cho nên là khi mà xem thì các bạn sẽ thấy là cái sự biến đổi trong từng cái vai diễn của Trang. Và mình ganh tị với lại vợ mình nữa là vợ mình đã có một nụ hôn với một bạn diễn nam, trong khi mình chưa có một nụ hôn với một bạn diễn nữ. Cho nên là anh muốn em làm một phim em anh hôn nhau thôi, cái đó xưa quá rồi. Bây giờ nếu như mà đạo diễn ở đây có ai mà xem clip này thì làm ơn, ví dụ mà sau này mà có đóng một cái phim mà cần một cảnh nóng hay cần một nụ hôn nồng cháy thì tôi có thể làm được nha mọi người. Vậy có thể làm tốt. Sẽ ghen nhẹ không đó? Không, anh không có ghen. Anh nói thật luôn. Có đạo diễn gọi Hòa ơi, lần sau mà đóng phim mà có hôn nhau này nọ nhớ mời anh nha. Mà đừng mời vợ anh, em muốn kiểu thể hiện nha đó cưng. Dạ, em sắp tiết cho anh một vai. Anh với lại cô Mai Trinh Dung được là mấy năm được không? Cái sự kỳ vọng của mình ở phim dịch Tết này mà cái một cái lời kêu gọi mọi người ra là xem phim, chúc mừng năm mới em luôn. Khi mà xem cái bộ phim này xong á thì Trang cảm thấy đây là một bộ phim mà có rất là nhiều cái để mà khán giả xem, hài hước có, gần gũi có, bình dị, tình cảm, gia đình, tất cả đều hội tụ trong cái bộ phim Chìa Khóa Trăm Tỷ này. Cho nên là Trang rất là hy vọng đây là bộ phim mở đầu, mở hàng cho một năm mới 2022 thành công, được khán giả ủng hộ và để mà giúp cho nền điện ảnh Việt Nam đi lên sau một năm 2021 hơi buồn tẻ chút xíu. Nói chung là năm dần đi coi phim rần rần nha mọi người. Chìa Khóa Trăm Tỷ thì chị có mong muốn là nó được vài trăm tỷ không chị? Mong muốn thì đương nhiên là mong muốn rồi. Tất cả những dự án Trang tham gia thì Trang lúc nào cũng mong muốn doanh thu nó đạt được trăm tỷ và đạt được cao nhất.
đối với nó, cái thực lực của nó. Mà thực sự ra không phải là mình gian đâu, không phải là mình đụng mình gian, mà tất cả những nhà sản xuất phim Việt Nam mình, phim nào ra rạp cũng đến 100 tỷ hết. Bản thân Trang cũng vậy, khi mà Trang lựa chọn cái dự án này để mà xuất hiện trở lại thì Trang cũng muốn nó được 100 tỷ hoặc là doanh thu cao nhất. Thì nó hiện tại rất nhiều phim thì cũng đang làm trong cái dịp Tết mình á, thì chỉ có cạnh tranh là đương nhiên phải có, nhưng mà phải có nhiều phim hay, nhiều phim tốt thì cái nền điện ảnh nó mới đi lên được, cho nên là cái đó không có gì phải ngại hết. Mình cứ tự tin với phim mình so với các phim kia. Thật ra thì chưa có coi được mấy phim kia cho nên cũng biết, nhưng mà tại mình đã coi phim mình rồi cho nên mình tự tin. Mình kỳ vọng doanh thu bao nhiêu vậy? Không dám dự đoán. Không dám dự đoán, nhưng mà chỉ mong là doanh thu cao thôi. Tại vì bây giờ cũng khó nói, trong cái tình hình dịch bệnh kiểu này thì cũng khó nói, tại rạp thì cũng chưa mở full hết. Làm phim thì cũng giống như là mua vé số vậy đó, ai mua, ai cầm cắm vé số trên tay cũng muốn trúng giải độc đắc hết mọi người. Đúng không? Mình mua vé số cũng trúng giải độc đắc đó. Thì cho nên là cũng cầu mong là phim này thắng lớn. Hai anh chị gửi lời chúc Tết tới khán giả nhân em với. Dạ chúc mừng năm mới ạ. Dạ nhân dịp năm mới thì Trang cũng như là anh Tiến Luật xin chúc chú vị khán giả được nhiều sức khỏe. Năm 2021 mình nghỉ ngơi hơi nhiều rồi, thì năm 2022 mình được bận rộn. Nói chung là chúc cho mọi người những gì mà mình không làm được trong năm 2021 thì mình sẽ làm được và làm gấp 10 lần năm 2022 này. Làm được hết thì mọi người ơi, mình nhớ đến là xem chìa khóa 100 tỷ của vợ tôi đóng nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi hết show. Tiếc cổ một lắm, mới là em chụp mà ăn cổ. Tiếc cổ. Rồi mắng em luôn nha. Ok. Mẹ rồi. Dạ dạ dạ. Mấy em. Cái này ok. Cái gì hỏi. Rồi mấy em nha. Các em ok. Được rồi. Ok. Nhìn em nha. Học đúng không? Rồi. Rồi nắng em nha. Ok.